Xin chào các bác nhé, lâu rồi mới làm lại video. Đây là đợt này thì nhà em chỉ còn có mấy cái cây ăn quả thôi, Góc vẫn ra đều nhá. khế ngọt thì cũng ra nải Hoa này, mát trời thì nó ra hoa ngay. Mận này, mận thì chưa ra hoa lần nào. ổi thì nó vẫn ra đều, dưới mổ này cứ ra quanh năm luôn, ra nụ. Đây thì mấy cái cây cây quả quả cóc này, cóc ra quả này. Đấy. Đây là cái bã của cái cà rốt này. Cà rốt em với em lấy nước thì mình sẽ tận dụng cái này để mình bón cho cái cây rất nhiều dinh dưỡng nha. Đấy, bón trực tiếp vào gốc. Đây là một cái phân xanh rất tốt. Hoa này hoa ra rất nhiều luôn, từ gốc đến ngọn luôn, nó cứ mọc. Cái clip lần trước thì em cái đợt thế là mùa đông hoa nó ra rất nhiều và quả rất nhiều. Đợt này vì là mùa hè đấy nên là gần như là nó bị nắng nhiều, nó không nó rụng hết lá. Mình bón này thêm một ít phân xanh nữa nhá, phân xanh thì có tầm 1-2 tháng một lần thôi. Sử dụng cái phần thùng xốp này. Đấy, cơ bản là thế thôi. Cho nên em sử dụng cái lưới à, cắt nắng giảm bớt cái độ nắng của mình đi. Clip tiếp theo thì em sẽ cập nhật thêm nhé, có thể là trồng thêm ít rau. Cơ bản là em sẽ trồng thêm hoa quả. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo nha.